Chứng từ tiếp theo các bạn sẽ đi vào thực hiện hạch toán hóa đơn giá trị gia tăng ngày 3 tháng 1, hóa đơn số 785. Trước khi đi vào hạch toán nội dung của hóa đơn, các bạn phải phân biệt được đâu là hóa đơn mua vào và đâu là hóa đơn bán ra. Căn cứ vào nội dung họ và tên người mua hàng thuộc đơn vị công ty luật trách nhiệm hữu hạn Lycon thì đây sẽ là hóa đơn mua vào. Và ngược lại, nếu nội dung tên công ty thể hiện ở trên thì đó sẽ là hóa đơn bán ra. Như vậy chúng ta sẽ phản ánh nội dung hạch toán hóa đơn mua vào. Và căn cứ vào các mặt hàng mà doanh nghiệp mua về, bao gồm giấy photo, bìa, băng dính và bút bi, thì đây sẽ là hóa đơn mua văn phòng phẩm và được sử dụng chủ yếu cho bộ phận luật sư với tổng giá trị của hóa đơn 8.141.650 đồng, thanh toán ngay bằng tiền mặt cho nhà cung cấp. Do đó đằng sau hóa đơn sẽ là chứng từ thanh toán phiếu chi đi kèm. Và trong hình thức thanh toán, các bạn lưu ý các hóa đơn mua vào có tổng giá trị bao gồm cả thuế từ 20 triệu trở lên, doanh nghiệp bắt buộc phải thông qua chuyển khoản, trả tiền cho nhà cung cấp để được ghi nhận vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong trường hợp tổng giá trị của hóa đơn trên 20 triệu, doanh nghiệp thanh toán cả bằng tiền mặt và bằng chuyển khoản, thì toàn bộ số tiền thanh toán bằng tiền mặt sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng và không được ghi nhận vào chi phí hợp lý. Do đó các bạn lưu ý, đây là tổng số lượng văn phòng phẩm mà doanh nghiệp mua về và sử dụng trong thời gian dài, thì các bạn không được đưa trực tiếp vào chi phí để phản ánh làm tăng chi phí của tháng đó, mà các bạn phải đưa qua tài khoản 242 để thực hiện việc phân bổ đưa dần vào chi phí. Do đó chúng ta sẽ đưa toàn bộ số văn phòng phẩm này vào công cụ dụng cụ và mượn phân hệ công cụ dụng cụ để thực hiện việc phân bổ. Chúng ta sẽ phản ánh hai bút toán giống với chi phí tiền thuê văn phòng. Bước 1, các bạn sẽ vào phân hệ mua hàng và phản ánh bút toán nợ cho tài khoản 242, tổng số tiền là 7.401.500 đồng, nợ cho tài khoản 1331, phản ánh thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ, và có cho tài khoản 111, làm giảm tiền mặt tại quỹ. Với tổng bên nợ sẽ phải luôn bằng tổng phát sinh nằm bên có. Và bước thứ hai, chúng ta sẽ vào phân hệ công cụ dụng cụ để thực hiện việc ghi tăng. Trong phân hệ ghi tăng, các bạn sẽ chọn tổng số kỳ phân bổ. Ở đây chúng ta sẽ phải căn cứ vào tổng số văn phòng phẩm mà doanh nghiệp mua về sử dụng trong thời gian là bao lâu, và số văn phòng phẩm này được sử dụng trong vòng 24 tháng. Do đó các bạn sẽ chọn số kỳ phân bổ là 24 tháng. Phần mềm sẽ tự động lấy tổng số tiền là 7.401.500 đồng chia cho 24 tháng. Như vậy mỗi tháng chúng ta sẽ đưa vào chi phí liên quan đến văn phòng phẩm là 308.396 đồng. Chọn đơn vị sử dụng với số văn phòng phẩm này được sử dụng cho bộ phận các luật sư, chúng ta sẽ phải đưa vào tài khoản 154 theo thông tư 133 hoặc 6277 theo thông tư 200. Và chọn khoản mục chi phí là sản xuất chung mua ngoài đối với thông tư 133. Để căn cứ vào phân hệ ghi tăng, cuối hàng tháng doanh nghiệp sẽ thực hiện việc phân bổ đưa vào chi phí và được phản ánh vào tài khoản 154 theo thông tư 133 có cho tài khoản 242 số tiền phân bổ của một tháng. Còn trong trường hợp doanh nghiệp mua văn phòng phẩm và sử dụng cho tháng đó thì chúng ta sẽ đưa thẳng vào chi phí, không cần phải qua tài khoản 242, phản ánh trực tiếp nợ cho tài khoản 154 theo thông tư 133 hoặc 6277 theo thông tư 200. Nợ cho tài khoản 1331, thuế suất thuế giá trị gia tăng được khấu trừ là 10%, và có cho tài khoản 111, chúng ta sẽ đưa thẳng vào chi phí. Còn ở đây, số văn phòng phẩm này được mua về và sử dụng trong thời gian dài, do đó bắt buộc phải qua tài khoản 242 để chúng ta thực hiện việc phân bổ, chia nhỏ giá trị và đưa vào chi phí của từng tháng. Như vậy, căn cứ vào hóa đơn mua vào số 785, các bạn sẽ thực hiện hạch toán trên phần mềm MISA như sau. Bước 1, các bạn sẽ vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua hàng hóa. Tích
biết chọn hai nhỏ mua hàng trong nước không qua kho thì chúng ta sẽ chọn được tài khoản chi phí là 242. Hình thức các bạn sẽ chọn thanh toán ngay bằng tiền mặt thì phần mềm sẽ tự động cập nhật phiếu chi. Và để phản ánh được táp hóa đơn, táp thuế, các bạn sẽ tích chọn nhận kèm hóa đơn. Trên phiếu chi các bạn sẽ điền thông tin của nhà cung cấp, công ty tư vấn và dịch vụ thương mại Thành An. Các bạn có thể tìm kiếm theo tên hoặc căn cứ vào mã số thuế của doanh nghiệp. Với trường hợp tìm kiếm chưa có thì chúng ta sẽ tích vào phần dấu cộng để bắt đầu khai báo thêm mã nhà cung cấp mới. Lý do các bạn sẽ ghi chi phí mua văn phòng phẩm theo hóa đơn số 785, ngày hạch toán, ngày chứng từ là ngày 3 tháng 1 năm tài chính. Phần mềm sẽ tự động cập nhật toàn bộ các thông tin sang phần táp hóa đơn. Do đó các bạn lưu ý khi thực hiện hạch toán, chúng ta sẽ không vào táp hóa đơn để điền thông tin của nhà cung cấp. Như vậy phần mềm sẽ không hiểu để chuyển dữ liệu sang phiếu chi. Chúng ta phải lưu ý hạch toán từ trái sang phải. Và trong phần táp hóa đơn các bạn sẽ điền hóa đơn số 785, ngày 3 tháng 1. Sau khi điền xong toàn bộ phần thông tin chung, các bạn sẽ xuống phần mã hàng và tích vào phần dấu cộng để chúng ta khai báo mã văn phòng phẩm. Với tên thì các bạn chỉ cần để là chi phí. Tính chất các bạn chọn là dịch vụ. Và điền tài khoản chi phí là 242. Thuế suất thuế giá trị gia tăng các bạn sẽ căn cứ vào hóa đơn là 10%. Sau đó các bạn sẽ nhấn cất. Và căn cứ vào từng mặt hàng để chúng ta điền, bao gồm giấy photo màu. Thì ở phần tên hàng lúc này các bạn sẽ sửa phần chi phí theo như nội dung của hóa đơn là giấy photo màu, phản ánh nghiệp vụ nợ cho tài khoản 242 làm tăng chi phí trả trước, nợ cho tài khoản 1331 và có cho tài khoản 111 do chúng ta đã tích vào thanh toán ngay bằng tiền mặt. Các bạn lưu ý không sửa hoặc xóa phần tài khoản thuế giá trị gia tăng cũng như nhóm vật tư hàng hóa mua vào. Để tránh trường hợp khi lên tờ khai thuế giá trị gia tăng, phần mềm sẽ không tự động cập nhật lên. Các bạn sẽ điền tổng số lượng giấy photo màu là 8 chiếc, đơn giá 85.000 đồng. Và tương tự đối với mã văn phòng phẩm thứ hai, bìa màu A4 150g. Ở phần mã hàng các bạn vẫn sẽ chọn đến mã văn phòng phẩm, ở phần tên hàng thì chúng ta chỉ cần việc sửa lại theo như trên hóa đơn. Số lượng là 8 chiếc, đơn giá là 42.000 đồng. Tương tự các bạn sẽ căn cứ vào toàn bộ các mã văn phòng phẩm mà doanh nghiệp mua về để các bạn thực hiện điền trên phần mềm kế toán Visa. Và sau khi điền xong thì các bạn sẽ kiểm tra lại toàn bộ nội dung trong phần một nhỏ hàng tiền. Ở phần hai nhỏ táp thuế, các bạn sẽ kiểm tra lại phần trăm thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10% căn cứ theo như trên hóa đơn. Phần 3, phần 4 các bạn sẽ bỏ qua và kiểm tra lại toàn bộ nội dung tổng số tiền cuối cùng thanh toán cho nhà cung cấp bằng tiền mặt 8.141.650 đồng. Đúng rồi thì các bạn sẽ nhấn cất để hoàn thành bước 1. Và bước thứ 2 các bạn sẽ vào phân hệ công cụ dụng cụ để thực hiện việc ghi tăng. Chọn dấu 3 chấm để chúng ta chọn loại là mua hàng không qua kho. Chọn lại số kỳ và nhấn lấy dữ liệu. Phần mềm sẽ tự động cập nhật toàn bộ chứng từ hóa đơn số 785 liên quan đến tài khoản 242. Các bạn sẽ tích chọn tất cả và nhấn chọn. Phần mềm sẽ tự động cập nhật lên. Và trong phân hệ ghi tăng công cụ dụng cụ, các bạn sẽ sửa lại phần tên công cụ là chi phí mua văn phòng phẩm. Kiểm tra lại toàn bộ các nội dung với số văn phòng phẩm này được doanh nghiệp mua về sử dụng trong thời gian dài. Do đó các bạn phải điền lại số kỳ phân bổ. Phần mềm sẽ tự động cập nhật số tiền phân bổ của một tháng 308.396 đồng. Tài khoản chờ phân bổ là tài khoản 242. Và để tổng hợp lại số lượng văn phòng phẩm thì các bạn phải nhấn phải chuột xóa dòng để chúng ta tổng hợp lại. Và sau khi xóa xong toàn bộ phần đơn vị sử dụng, các bạn sẽ chọn lại đơn vị là bộ phận các luật sư, tổng số lượng là 736. Số lượng văn phòng phẩm ở phần 2 nhỏ thiết lập phân bổ, tỷ lệ phân bổ là 100%. Và đối với bộ phận các luật sư thì các bạn phải nhớ điền lại tài khoản chi phí là 154 theo thông tư 133 hoặc 6277 theo thông tư 200
chọn khoản mục chi phí là sản xuất chung mua ngoài. Kiểm tra lại toàn bộ các thông tin, sau đó các bạn sẽ thực hiện việc ghi tăng. Và cuối hàng tháng chúng ta sẽ thực hiện việc phân bổ và đưa vào chi phí, căn cứ vào tổng số tiền phân bổ của một tháng. Với trường hợp hạch toán sai, các bạn có thể click trực tiếp vào nội dung để các bạn sửa lại toàn bộ các thông tin. Và sửa lại xong thì các bạn phải nhớ nhấn cất để phần mềm cập nhật lại. Như vậy tôi vừa hướng dẫn cho các bạn thực hiện hạch toán hóa đơn mua văn phòng phẩm trên phần mềm kế toán Misa.